Rồi, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình cũng tách bày thêm một ổ nữa. Đây, cái ổ này nè, nó bốn con mà nó chưa có ăn mạnh như cái ổ bên đây nha. Đó, thì cái việc mà tách bày và tập ăn á, thì mình cũng trao đổi nhiều với mọi người rồi. Cái công việc đó thì nó cũng phải đòi hỏi cái kinh nghiệm nha. Muốn cho nó ăn, con cồn mình ăn mạnh thì mình phải kiên nhẫn tập nó từ từ. Đó, dĩ nhiên là mấy cái lúc đầu á, là nó ăn á, thì nó rất là coi như là yếu, ăn yếu lắm. Nhưng mà lúc sau mà nó đã ăn được rồi á, thì đó như mọi người đã thấy nè, đó, đó trường hợp mà nó ăn được rồi á, thì mọi người thấy rõ. Đó, mình đã quay, mình quay ở đây đó, quay vậy là mọi người thấy rõ nó giành nhau nó ăn luôn, tức là nó ăn như vậy rất là tốt nha. Đó, hôm nay á, thì cũng có bạn gọi điện hỏi hỏi mình, đó là chồn con mà đang ở với mẹ mới đẻ ra đó mà nó kêu quá thì có nên là tách ra nuôi bộ hay không. Thì mình cũng dặn bạn như thế này, mọi người cũng lưu ý luôn, đó là tùy theo thôi nha, tùy theo con thôi đó. Ví dụ như một cái ổ mà có 4 5 con mà có một con thôi, có một con duy nhất mà nó kêu, nó kêu nha, giống như cái ổ này mà nó kêu á, mà nó kêu dữ rất là nhiều, và mình quan sát á, mình thấy được cái con kêu á, là cái con á, là cái con yếu, cái con nó có thể nói là bệnh ở trong người nó rồi. Đây, đây cái con, cái ổ này, ổ này thì nó đã bệnh sẵn ở trong người nó rồi mọi người. Cho nên cái trường hợp này á, là mọi người phải biết là con mẹ vẫn có sữa nha, nhưng con nó vẫn kêu, tức là nó không có giành lại mấy con khác, và nó có thể nói là nó bệnh ở trong người nó yếu, cho nên nó cũng không bú được, nó kêu một thời gian là nó con đó có thể là bị loại trừ khỏi ổ luôn, khỏi bầy, khỏi 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 ổ luôn. Thì mọi người lưu ý cho mình ở chỗ đó, chứ không phải là hả con mẹ mấy con kia nó đều bú được, chỉ có một con kêu là mọi người tách ra nuôi bộ thì có thể tách cái con yếu ra nuôi thôi, chứ không nên là tách 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 hết nha. Đây cái ổ này nè, đó, đây cái ổ này nè, nó có một con nó yếu thì mình phải tách cái con yếu ra thôi, còn lại 4 con nó vẫn bú bình thường thì mình cứ cho nó bú bình thường thôi, không phải là lúc nào mình cũng phải tách nó ra hết nha mọi người. Mọi người đúng lưu ý cho mình, chứ mình không có nói là cứ kêu là phải tách ra nuôi, kêu là kêu đều hết luôn, con nào nó kêu nữa kêu và mình thấy sữa nó không có thì buộc phải nuôi bộ ở ngoài để cho cứu cả mẹ lẫn con. Đó, cứu được con mẹ là cứu được con nuôi bộ đó. Chứ còn nếu như mọi người mà cứ hở tí là tách ra thì nhiều lúc nó nhầm ngay cái con là nó bú đàng hoàng, sữa nó xuống nó im re à, còn cái con nó đau bệnh nó sẵn trong người nó tự nó đau từ ở trong, nó đau từ ở trong bụng mẹ luôn rồi mọi người, nó bệnh từ trong bụng ra rồi và nó yếu nữa, cho nên là nó bú không lại, người ta nó la thì buộc phải chịu thôi, nó lớn không lại là nó la dữ lắm đó. Rồi mọi người cứ tách ra luôn thì cũng được thôi, tách đúng một con đó thôi, chứ không phải tách hết bầy ra nuôi, nuôi hết bầy luôn là không được, không đúng. Mình không có nói là hở tí là phải bắt ra nuôi bộ liền, không phải, mình phải theo dõi xem thử coi tình hình của cái con mẹ này nó như thế nào. Ví dụ như mình nói nó bệnh trong người sẵn rồi thì mình phải tách nó ra mình nuôi thôi, nó để nó la. Còn nếu như á, trường hợp mà hả, tới hồi mà bú một cái nó la nhói trời hết luôn, nó uống không được, nó ra suốt luôn, nó ra từ hôm nay mà qua ngày mai luôn, rồi mình phải theo dõi coi coi cái dạng mà nó nút sữa, coi nó có ra sữa hay không. Đó, thì trường hợp này á, là trường hợp mà khó khăn lắm mình mới làm vậy, chứ để cho con mẹ nó nuôi là chắc ăn nhất nha, để cho con mẹ nó nuôi là chắc ăn nhất đó.
chứ không phải là hở tí là tách ra là nuôi là ngon đâu, không phải đâu. Nuôi bộ nhiều lúc á nó không tốt đâu nha mọi người, nuôi bộ dễ dễ hao hụt hơn là con mẹ nó nuôi. Con mẹ nuôi á, nếu mà có sữa đàng hoàng mẹ nuôi sẽ tốt hơn nha, sẽ rất là tốt so với lại mình nuôi bộ đó. Thì cái ổ này 5 con, bây giờ còn 4, nhưng mà mình nghĩ 4 cũng không có gì hết, 4 cũng bình thường đó. Nhưng mà có điều là một số anh em chưa có kinh nghiệm thì mình cũng trao đổi như vậy. Những cái trường hợp mà nó la sơ sơ thôi là cứ đem ra nuôi bộ, cứ hỏi tí là đem ra nuôi bộ là không nên nha, không nên. Cái trường hợp mà nó hỏi tí nuôi bộ là không có nên đó, phải có kinh nghiệm xem thử coi nó có coi như là nó có sữa hay không, rồi con nó như thế nào. Chứ mà một số anh em cứ hỏi tí thì nuôi bộ là thế không nên đó. Đây cũng ổ nữa nè mọi người, mới đẻ luôn á, cũng khoảng được 3 ngày. Mấy bữa giờ mình bận thi cử rồi không có quay clip, giờ mình cũng quay clip cho mọi người coi đó. Đây là cái con mà nó lên giống nè mọi người, nó kêu đó. Con này cái này mới tách ra đó, có 4 con tách ra mà chưa biết ăn rồi mà nó lên giống rồi đó. Nhưng mà mình cũng không có tham, là mình không có để phối liền đâu, để cho nó qua nước này luôn, qua nước này luôn rồi mình mới phối. Chứ mình khai thác quá mức con giống mình nó không tốt, con nó cũng không được khỏe mạnh như mong muốn nữa. Đừng có đó nè, nó liếm cái bộ phận sinh dục của nó tùm lum hết đó. Thì cái trường hợp này mình cũng lưu ý mọi người là khi mới tách mẹ mà nó lên giống thì cũng không có nên phối nha, không nên phối đó, không nên phối. Mà mọi người phải để cho nó qua một nước này đi, không có gì vội hết á. Rồi sau đó cho nó ăn uống lại bình thường, cho cơ thể nó cân đối rồi đó, thì mình phối lại đó thì tốt hơn nha đó. Chứ mình không có khuyên mọi người là nó lên cái là phối liền này kia, sợ nó qua nước. Không sợ qua nước cái gì, mai mốt mà cái con nó ra không tốt á, mình mới tiếc một cái dòng luôn, mình tiếc luôn một cái khoảng thời gian mà coi như là nuôi nó đẻ rồi, nhiều con nó yếu ốm yếu rồi nó eo ọt đó, nuôi không tốt đó mới là quan trọng. Còn mà bây giờ mà mình để qua nước rồi đó, con nó mà khỏe mạnh là tốt đó. Rồi xin cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.